Ngày 24 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ gia cầu Mỹ Thuận 2. Tham dự tại tỉnh Vĩnh Long có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và điểm cuối nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Với tổng chiều dài khoảng 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,9 km được khởi công từ tháng 3 năm 2020. Cùng với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành có ý nghĩa quan trọng khi kết nối đồng bộ tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ dài hơn 120 km. Rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 2 giờ. Từ đó, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.